Tỉnh Hà Nam là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng rất nhiều vùng đất trước đây trên địa bàn tỉnh là những vùng đầm lầy. Với sự góp sức của nhiều nhà đầu tư lớn, thì những vùng đất đó giờ đã thay ra đổi thịt, trở thành những địa điểm du lịch đầy tiềm năng. Xã Tường Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước đây có những vùng đất đầm lầy gây mất mỹ quan, ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân. Trong những năm gần đây, tỉnh Hà Nam đã thu hút các nhà đầu tư phát huy lợi thế sẵn có để phát triển du lịch, Đồng thời, giữ lại cảnh quan thiên nhiên cho tỉnh, biến những vùng đất đầm lầy trở thành những địa điểm tuyệt đẹp, đem lại nhiều lợi ích cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian vừa qua thì một số dự án trọng điểm đã được triển khai trên địa bàn, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông và một số các doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn. Đặc biệt là dự án sân golf thiên đường đầu tư tại địa bàn xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng cũng đã được triển khai và đến nay cơ bản hoàn thành. Các dự án lớn đầu tư trên địa bàn đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo công an việc làm và đặc biệt là đã thực hiện được cái mục tiêu là phát triển đô thị, du lịch, công nghiệp trên địa bàn của huyện Kỳ Bảng trong thời gian vừa qua. Một trong những nhà đầu tư lớn đó là tập đoàn BRG, nhà phát triển và vận hành sân gôn nổi tiếng của Việt Nam và khu vực tập đoàn đã hoàn thiện khu phức hợp thể thao Legend Valley Country Club do nhà thiết kế sân gôn hàng đầu thế giới Niklos thực hiện tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Phong cảnh hùng vĩ của núi đồi miền Bắc kết hợp với bàn tay tài hoa của nhà thiết kế Niklos mang tới cho khách du lịch những trải nghiệm không thể quên khi chơi tại sân gôn này. Thì với một cái tầm nhìn, với một cái nhiệt huyết, với một cái đam mê, chúng tôi Đầu tư khu phức hợp có vui chơi giải trí, có khách sạn, có sân gôn và tất cả những hạng mục ở đây đều đạt tiêu chuẩn quốc tế cao. Khu phức hợp thể thao Legend Valley Country Club khi đưa vào hoạt động đầy đủ sẽ bao gồm hai sân golf 18 hố và một khách sạn 200 phòng đẳng cấp quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch kết hợp thể thao. Sự kết hợp của trải nghiệm chơi golf với các dịch vụ khách sạn chất lượng quốc tế trong khu phức hợp thể thao Legend Valley Country Club sẽ giúp du khách giảm thiểu thời gian di chuyển thêm lựa chọn chi phí, chọn gói ưu đãi tốt hơn. Về kinh tế địa phương, nghĩa là góp phần nguồn thu ngân sách. Về an sinh xã hội là tạo hàng nghìn công an việc làm. Và đặc biệt ở đây lại tạo ra một điểm đến, đến du lịch gôn, tốt nhất Việt Nam và có thể là cả Đông Nam Á. Và tôi nghĩ rằng là các nhà đầu tư nước ngoài đến đây, các nhà đầu tư trong nước đến để trải nghiệm môn gôn, có thể sẽ yêu thích Hà Nam và đấy cũng làm như một lời kêu gọi đầu tư vào Hà Nam. Trong năm 2022, Tổng cục Du lịch đã nhấn mạnh rằng việc phát triển hạ tầng và xây dựng sản phẩm du lịch gôn là một trong những định hướng trọng tâm trong phát triển của ngành du lịch Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong chiến lược phát triển du lịch quốc gia tầm nhìn đến năm 2030. Sự ủng hộ từ phía chính phủ chính là tiền đề để các doanh nghiệp như BRG tăng cường các hoạt động quảng bá du lịch gôn tới khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, khuyến khích thúc đẩy liên kết trong phát triển du lịch gôn nâng cao chất lượng các tiện ích kèm theo như nghỉ dưỡng nhà hàng chăm sóc sức khỏe đồng thời đem lại diện mạo mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho các tỉnh thành tại việt nam